Cái gì vậy em? Bà chị hai bà nói với em á, có con bán chó con ngoài chợ á, anh chạy ra ngoài anh mua con gì nuôi anh, nhà mình không có con chó giữ nhà nữa, đi nhanh nhanh đi thôi ông bán hết à. Mua con chó được á, nghe mua con chó cái dạ đẻ dữ lắm mà. Rồi rồi biết rồi. Con chó mà làm như nội người ta gái giá cho ông bán ế nguyên nhà cho ông biết. Tôi kêu ông đi con chó về làm gì chữ lắc giáp nữa vậy? Thì chạy ra ngoài ông bán chó chứ đâu, hỏi ông có bán chó được không. Ông nói chó được hết, được hết. Anh thấy vậy mới kêu ông bắt con cho anh đem về. Anh chạy về dưới đường anh dạch ra anh coi thử thì thấy con chó cái. Anh tức quá anh chạy ngược ra ngoài anh cự lộn với ông cả buổi ngoài á. Trời ơi, ông nói chó được hết là hết cháu được bán rồi đó cha. Cha xứng xa xứng xác không chịu coi kỹ rồi ra cự người ta. Vô nhà luôn đi, khỏi mua luôn đi. Về hai con mắt không đen là mừng rồi.